Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, số lượng F0 trên địa bàn tỉnh tăng lên chủ yếu là do đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Đối với địa bàn thành phố Rạch Giá, nơi có nhiều ca nhiễm, đã được bóc tách nhiều trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Và hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và thành phố Rạch Giá tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là kiểm soát quản lý chặt các khu vực cách ly phong tỏa, ngăn chặn các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Phường Vĩnh Lạc là địa bàn trung tâm thành phố Rạch Giá. Ngoài những chốt cứng được bố trí để kiểm soát người và phương tiện ra vào phường, những chốt kiểm soát lưu động đã phát huy tốt việc kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện trên địa bàn. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, qua kiểm soát lưu động của lực lượng các chốt, tình trạng người dân ra đường không cần thiết vẫn còn xảy ra nhiều. Một số người dân vẫn còn tâm lý lơ là chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn quản lý, Công an phường Vĩnh Lạc phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản hành chính, xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Công an phường Vĩnh Lạc cũng đã tiến hành tham mưu cho chỗ ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, đã tiến hành siết chặt tuyên truyền, rồi qua đó thì cũng đẩy mạnh công tác tuần tra xử lý đối với các cái trường hợp mà ra đường không thật sự cần thiết. Thì qua đó thì đến nay thì công an phường đã tiến hành lập biên bản xử lý khoảng 1.062 trường hợp cái biên bản vi phạm, trong đó chủ yếu là các cái tình huống người dân ra đường vi phạm là ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết. Đối với các khu phong tỏa, thành phố Rạch Giá đã bố trí các lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố, công an, đoàn thanh niên tham gia trực chốt 24/24 giờ, triển khai các biện pháp siết chặt, tăng cường kiểm soát các khu phong tỏa và khu vực xung quanh, đảm bảo chặt ngoài, chặt trong, không để lây lan trong khu phong tỏa, tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ đạo thực hiện triệt để người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. Đối với các khu vực mà phong tỏa thì ban chỉ đạo phường cũng chỉ đạo các lực lượng như công an, quân sự để mình quản lý chặt chẽ các khu vực này, không có để trường hợp ở trong đi ra ngoài hoặc là ngược lại ở phía ngoài vào trong khu vực phong tỏa. Thì trong thời gian vừa qua thì các lực lượng cũng làm rất là tốt cái công việc này, cũng không có trường hợp nào mà người ở trong ra ngoài hoặc là ngược lại. Đảng ủy, ủy ban và chỉ huy công an phường thì chỉ đạo là lực lượng tại các chốt là phải tăng cường siết chặt, kiểm chặt các phương tiện qua lại, người qua lại là đầy đủ các giấy tờ như là giấy đi đường được các cấp có thẩm quyền ký duyệt, rồi giấy test thì mới cho qua. Rồi tại các hẻm thì hiện tại là đang triển khai cái mô hình đó là cổng rào phòng chống dịch, là tại các hẻm là sẽ lắp đặt cái cổng rào và có phân công cái lực lượng là tổ COVID cộng đồng để trực tại các cái cổng đó. Đối với các chốt trên địa bàn các phường của thành phố Rạch Giá, ngoài việc đảm bảo duy trì lực lượng trên các tuyến đường chính, còn triển khai thực hiện chốt chặn từng ngõ hẻm. Bên cạnh đó, thành phố Rạch Giá được sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng từ công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng khác, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát việc chấp hành của người dân trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì đến nay thì địa bàn Vĩnh Lạc đã nhận được cái sự hỗ trợ tích cực của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Rạch Giá và cũng như là của lực lượng của công an tỉnh và công an thành phố để tăng cường công tác tuần tra chốt chặn để mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc phòng chống dịch với tinh thần hết sức khẩn trương quyết liệt. Tuy nhiên, để ngăn ngừa hiệu quả nhất, bên cạnh nỗ lực của chính quyền thì mỗi người dân phải nâng cao ý thức trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cùng chung tay với chính quyền nhanh chóng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.